Kết thúc lượt thi đấu thứ hai tại bảng C FIFA World Cup 2022, Messi lần này đã được nở nụ cười vui sướng sau thất bại đáng thất vọng trước Ả Rập Xê Út ở trận đấu ra quân. El Puga cùng các đồng đội đã có 90 phút khó khăn trước Mexico và phải nhờ đến phút giây tỏa sáng của người đội trưởng, họ mới có thể thoát khỏi bế tắc. Không còn những sự căng cứng nhất định, chúng ta được thấy một Leo với nụ cười trở lại. Lewandowski thì không như vậy. Tiền đạo người Ba Lan đã bật khóc sau trận đấu với Ả Rập Xê Út. Đại diện của châu Âu giành chiến thắng và nó ý nghĩa hơn khi người đội trưởng của họ có được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở một kỳ World Cup. Những giọt nước mắt đầy hạnh phúc đã rơi trên gương mặt của Levy. Ai cũng hiểu cho anh, bởi chỉ mới trước đó thôi Ochoa đã từ chối bàn thắng của Levy trên chấm phạt đền. Đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cả hai siêu sao. Người hâm mộ chắc chắn muốn Messi tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ như vậy. Còn Lewandowski đừng rơi nước mắt thêm nhiều lần nữa. Điều đó có thể xảy ra hoặc đây sẽ là trận đấu cuối cùng ở World Cup của một trong hai. Argentina và Ba Lan không có nhiều giao điểm trong quá khứ. Trận đấu tới đây là lần thứ 12 trong lịch sử hai đội bóng này có màn tranh tài mọi đấu trường, kể từ lần đầu tiên hòa nhau một đều trong khuôn khổ giao hữu thân thiện vào năm 1966. Tính đến thời điểm hiện tại, thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Argentina. Cụ thể, ở 11 lần chạm trán Ba Lan trước đây, Argentina thắng 6, hòa 2, thua 3 trận. Lần đầu tiên gặp nhau một vòng chung kết World Cup là vào năm 1974, Argentina đã bị Ba Lan đánh bại với tỷ số 2-3. 4 năm sau đó, Argentina đòi nợ thành công với chiến thắng thuyết phục 2-0 ở đấu trường thế giới. Messi và Lewandowski cũng chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển là vào ngày 5 tháng 6 năm 2011 trong khuôn khổ của một trận đấu giao hữu và là Albiceleste của huấn luyện viên Sergio Batista khi ấy đã chịu thua 1-2 trước tuyển Ba Lan. Lewandowski là mũi nhọn trên hàng công của Ba Lan, còn Messi thì không được đăng ký. Trở về với thực tại, sau hai lượt trận Ba Lan đang là đội bóng có nhiều lợi thế khi họ chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp. Còn với Argentina, việc họ bất ngờ để thua Ả Rập Xê Út khiến cho La Albiceleste phải giành chiến thắng trước Ba Lan. Về lý thuyết, hai đội bóng này có thể cùng bắt tay nhau vào vòng trong nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, điều này là vô cùng rủi ro với Messi và các đồng đội. Nếu như Ả Rập Xê Út giành được chiến thắng hoặc Mexico thắng đậm trước đại diện của châu Á, vì vậy đoàn quân huấn luyện viên Scaloni sẽ ra sân với chỉ một mục tiêu duy nhất, đánh bại Ba Lan và chiếm lấy ngôi đầu bảng. Chấn thương và tình hình sức khỏe của những cầu thủ Argentina đang là điều được nhiều người hâm mộ quan tâm. Rất nhiều bức ảnh chụp chiếc mắt cá sưng vù của Messi trước trận đấu ra quân gặp Ả Rập Xê Út. Người hâm mộ đội tuyển này đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho ngôi sao số 1 của họ. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Mexico, Messi đã có câu trả lời, đập vỡ mọi tin đồn về việc bản thân đang phải vừa vật lộn với chấn thương, vừa thi đấu trong màu áo Albiceleste tại Qatar. Vâng, trên thực tế thì đúng là chân của tôi có bị đau một chút trong quá trình tập luyện, nhưng nó chỉ là một tai nạn nhỏ như khi bạn đi bộ mà thôi. Không có vấn đề gì cả, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đá tất cả các trận đấu ở World Cup 2022 năm nay với tình trạng thể lực hiện tại. Một cầu thủ nữa cũng đang nhận được nhiều sự kỳ vọng, đó là trường hợp của Paulo Dybala. Tiền đạo của AS Roma đã gặp phải một chấn thương gân quèo trước khi lên đường đến Qatar lần này. Ở cả hai trận đấu trước đó, tiền đạo này vẫn không được sử dụng vì chưa hoàn toàn bình phục. Các cổ động viên của Argentina hẳn đang rất mong chờ sự trở lại của tiền đạo này. Dybala sẽ là một giải pháp tuyệt vời cho huấn luyện viên Scaloni mỗi khi ông cần phải làm mới hàng công. Ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân huấn luyện viên Szeslo Michinewicz sau chiến thắng trước Ả Rập Xê Út không phải nhận bất kỳ một tin xấu nào. Ba Lan đang rất sẵn sàng cả về lực lượng lẫn tinh thần cho màn quyết đấu với Argentina lần này. Dù đã tìm được niềm vui chiến thắng, nhưng lối chơi của đại diện Nam Mỹ trong hai trận đấu đã qua là không thật sự ổn. Có thể thấy rằng Argentina đang lúng túng trước những pha pressing quyết liệt từ cầu thủ đối phương, với một hàng tiền vệ thừa sức mạnh nhưng lại thiếu đi kỹ thuật để thoát khỏi những pha vây bắt. Tuyến giữa của La Albiceleste rất khó để tìm cách luân chuyển trái bóng lên phía trên. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở việc Messi trong trận đấu với Mexico thường xuyên phải lùi xuống rất sâu để hỗ trợ kéo bóng. Điều này vô tình khiến cho hàng hậu vệ đối phương khá thoải mái khi El Puga không có mặt ở những vị trí nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng ta phải dành những lời khen cho huấn luyện viên Scaloni khi ông đã có cho mình những quyết định thay người chính xác. Kể từ khi Scaloni có sự thay đổi với việc tung Enzo Fernandez và Julian Alvarez vào sân, thì cục diện trận đấu dần sáng sủa hơn cho La Albiceleste. Hàng công của Argentina ngay lập tức được cải thiện với bàn mở tỷ số sau pha sút xa đẳng cấp của đội trưởng Messi. Tiếp đà hưng phấn, họ đã có những màn nhân đôi cách biệt do công của cầu thủ trẻ Enzo Fernandez ở những phút cuối trận. Phía bên kia chiến tuyến, Ba Lan tỏ ra biết mình biết người hơn.
Họ bố trí một đội hình với hàng thủ đông người, tập trung tối đa để đối đầu với một Ả Rập Xê Út đang hưng hực khí thế khi liên tục chủ động áp sát, pressing quyết liệt ngay bên phần sân đối phương. Sự già dơ và kỷ luật của một đội bóng châu Âu đã cho ra thành quả là hai bàn thắng. Lewandowski và Szczesny là những cái tên chơi nổi bật nhất. Tiền đạo của Barcelona thoát kèm người rồi đóng vai trò kiến tạo cho đồng đội, ghi bàn sau khi không thắng được thủ thành của đối phương. Và sau đó, chính mình nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đoạt bóng cực nhanh trong chân cầu thủ của Ả Rập Xê Út. Còn thủ thành Szczesny đã có những pha cứu thua 10-10, cùng với đó là tình huống cản phá penalty xuất sắc, khiến cho những chân sút của đội bóng Tây Á vô cùng nản lòng. Và bản thân thủ thành này cũng rất mong chờ cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển. Tôi không có ý coi thường các thủ Ả Rập Xê Út, thậm chí là dành mọi sự tôn trọng đối với họ. Tuy nhiên, thực sự mà nói, tôi đến thi đấu ở World Cup là chỉ mong muốn được đối đầu với các thủ giỏi nhất. Tôi rất háo hức và chờ đợi được đối đầu với Lionel Messi. Không thể khác được bởi Messi sẽ là người lĩnh xướng trọng trách của Argentina trong trận đấu này. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ huấn luyện viên Scaloni vẫn sẽ giữ cho mình một bộ khung chính với những cầu thủ trụ cột được sử dụng thường xuyên ở giải đấu năm nay. Thủ môn Emiliano Martinez sẽ là lựa chọn không thể thay thế ở vị trí gác đền. Cặp đôi trung vệ án ngữ trước mặt Martinez sẽ là Otamendi và Lisandro Martinez khi hai cầu thủ này đã thi đấu vô cùng ấn tượng trước Mexico. Molina có thể được lựa chọn bên hành lang cánh phải khi mà Montiel tỏ ra khá vô hại ở trận đấu trước đó. De Paul tiếp tục được ra sân dù cho phong độ của tiền vệ Atletico Madrid đang không được tốt, nhưng cầu thủ này là một mắt xích rất quan trọng trong lối chơi của La Albiceleste. Với màn thể hiện tốt trước Mexico, Enzo Fernandez và Mark Allister sẽ là hai cái tên tiếp theo góp mặt ở hàng tiền vệ. Lionel Messi vẫn được chơi tự do, ngoài việc tìm kiếm bàn thắng, siêu sao của Argentina còn có thể hỗ trợ những cầu thủ trên hàng công là Lautaro Martinez và Di Maria thường xuyên dâng cao. Do không gặp vấn đề về lực lượng, huấn luyện viên Vigny Ewick có thể giữ nguyên đội hình xuất phát khi Ba Lan của ông so tài cũng đại diện tới từ Nam Mỹ. Szczesny, thủ thành đang rất nóng lòng đối đầu với Messi, sẽ là lựa chọn số 1 ở trong khung gỗ. Cặp trung vệ Glick và Kiwior vẫn là bức tường vững chãi, tiền đề cho lối chơi thực dụng của đội tuyển này. Hai hành lang cánh sẽ được chấn giữ bởi Matiquez và Brzezinski. Bộ tứ vệ gồm Zielinski, Bialik, Richo Quiak và Franskowski với nhiệm vụ chuyển trạng thái trong những pha phản công và hỗ trợ phòng ngự. Arkadiusz Milik sẽ lại đá cặp tiền đạo với chân sút lừng danh Robert Lewandowski trên hàng công. Bước vào trận đấu cuối cùng rất quan trọng khi quyết định tấm vé đi tiếp liệu sẽ thuộc về tay đội bóng nào. Cả Messi và Lewandowski đều hiểu sẽ chẳng còn cơ hội làm lại nếu xảy chân ở trận đấu này. Ba Lan được đánh giá là có lợi thế hơn khi họ chỉ cần một điểm là đủ để đi tiếp. Điều này vô cùng thuận lợi để đại diện của châu Âu triển khai lối chơi thực dụng của mình. Còn với Argentina, Ba Lan sẽ là bài test nặng ký cho khả năng tấn công và tận dụng cơ hội của đội tuyển này khi ở trong những trận đấu trước, La Albiceleste thường gặp khó với cách phòng ngự số đông của các đội bóng khác. Argentina đang lấy lại sự tự tin sau chiến thắng, trong khi Ba Lan cũng đang hừng hực khí thế để đi tiếp. Liệu đây có phải lần cuối cùng chúng ta được chứng kiến một trong hai Leo hoặc Levy xuất hiện tại World Cup hay không? Hay sẽ là một cái kết đẹp cho cả hai siêu sao này? Câu trả lời sẽ chỉ đến sau trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai. Sau khi xem xong video này thì các bạn hãy vào phần link ở mô tả cũng như là phần link ở comment game của video này để cùng tham gia chơi dự đoán cùng bình luận viên Anh Quân và nhận những phần quà thú vị nhé.